bạn. Bây giờ mình đang đóng thùng hai cây cẩm thạch gửi cho khách. Hai cây cẩm thạch, lá với tán cây ra rất là đều. Hai cây này thì tương đối là cứng cây và già lá lắm rồi, và chuẩn bị ra hoa. Chuẩn bị ra hoa, từ giữa chuẩn bị ra hoa thì cái này mình vô bầu rồi, mình chuẩn bị buộc cái bầu này rồi.